Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 19 tháng 3 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất lợi. Do tác động của tỷ kim nên con giáp này cần phải cố gắng đề phòng có kẻ hãm hại nói xấu. Đối diện với kẻ có tâm ý xấu, người tuổi Tý nên cố gắng giữ vững quan điểm, lập trường lẫn cảm xúc của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm ổn định, tình yêu nồng nàn và ngày một khăng khít hơn. Nhờ có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, các cặp đôi xem nhau là người bạn đồng hành lý tưởng cũng như là hậu phương vững chắc để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tài chính, vận trình tài lộc lên bổng xuống chậm, bản mệnh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu, nhẹ dạ cả tin hay dễ thỏa hiệp trước kẻ có ý hà hiếp mình. Tuổi Giáp Tý dễ vướng phải các vụ tranh quyền đoạt lợi. Tuổi Bính Tý tránh hành động tùy hứng và cảm tính. Con số may mắn số 30, số 8. Màu sắc may mắn màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ thở. Tuổi Sửu thể hiện tốt đức tính khiêm tốn, siêng năng và sự thận trọng trong mọi công việc mình đảm nhiệm. Thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của bản mệnh luôn được cấp trên đánh giá cao. Tình cảm, vận trình tình cảm tương đối vui vẻ. Công việc bận rộn cũng không làm cho người tuổi Sửu và nửa kia quên dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc lãng mạn. Tuổi Sửu độc thân cũng có cơ hội bày tỏ cảm xúc với người mình yêu thương. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, các kế hoạch đầu tư làm ăn tăng trưởng tốt và cũng cùng lúc mang lại cho bản mệnh khoản doanh thu đáng kể. Cẩn trọng, dễ chịu, khủng hoảng, cảm xúc vì những áp lực nặng nề trong công việc. Tuổi Ất Sửu nên tự tin và cố gắng thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Quý Sửu đừng nên giữ áp lực nặng nề trong lòng. Con số may mắn số 2, số 5. Màu sắc may mắn màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Tác động của ngày Dần Mộc tự hình nên con giáp này luôn có cảm giác bất an, buồn phiền. Người tuổi Dần có xu hướng so sánh bản thân với người khác, song lại không biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng và không công bằng. Tình cảm, vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây là khoảng thời gian thích hợp để người tuổi Dần làm quen, mở rộng mối quan hệ xã giao. Bản mệnh có thể tìm thấy được một nửa yêu thương trong những cuộc gặp gỡ bạn bè đó. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Thực thần cho thấy tín hiệu có nhiều lộc làm ăn trong ngày, nhất là đối với những người làm kinh doanh. Cẩn trọng, tránh để lợi ích che mờ mắt mà làm nên những chuyện phi pháp. Tuổi Bính Dần không nên chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội. Tuổi Mậu Dần chi tiêu không hợp lý, dễ lâm vào cảnh túng thiếu. Con số may mắn số 19, số 7. Màu sắc may mắn màu xanh lá. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất. 3. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất an. Điềm báo tuổi Mão sẽ phải đối mặt với những thị phi gây ảnh hưởng tới danh dự uy tín của mình. May mắn nhờ có quý nhân giúp đỡ kịp thời nên bản mệnh nhanh chóng cân bằng lại tinh thần và có cách xử lý thông minh. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, tam hội thúc đẩy giúp cho người tuổi Mão trở nên tinh tế, nhạy cảm hơn trong cách nhìn nhận và nắm bắt cảm xúc của người đối diện.
đặc biệt là người độc thân, lại càng dễ dàng hơn trong việc tạo ấn tượng thu hút người khác giới trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định, củng cố chất lượng cuộc sống cũng như quỹ tích lũy của những chú mèo. Cẩn trọng trong vấn đề lời ăn tiếng nói vì dễ bị vạ miệng. Tuổi Tân Mão, cố gắng sắp xếp công việc và căn chỉnh thời gian hợp lý. Tuổi Quý Mão, nên rèn luyện lối sống khoa học cho bản thân. Con số may mắn số 5, số 3, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn. Công việc. Vận trình công việc của những chú gông trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi, mặc dù thể hiện được tài năng và bản lĩnh trong quá trình làm việc, nhưng những chú rồng lại phải gặp khá nhiều rắc rối do tính cách kiêu căng, ngạo mạn của mình. Nếu con giáp này có thể hành xử khiêm tốn hơn thì sẽ không bị cô lập trong môi trường làm việc tập thể. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn, tình yêu tươi đẹp và mặn nồng là kết quả của sự nỗ lực, dốc lòng vun vén tình yêu của những người trong cuộc. Đời sống vợ chồng ấm êm, thuận hòa cũng là ước mong của không ít người. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, sự nhẹ dạ cả tin dễ khiến con giáp này trở thành đối tượng lợi dụng của không ít người. Cẩn trọng, tình trạng sức khỏe đáng báo động, đặc biệt là vấn đề về da và tóc. Tuổi Bính Thìn, cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi Mậu Thìn, tính cách bảo thủ, cố chấp với quan điểm của mình. Con số may mắn, số 2, số 4, màu sắc may mắn, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Tỵ dần tương hình dễ đẩy con giáp này vào tình cảnh thất vọng tràn trề vì những nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng. Cơ hội chuyển mình tưởng chừng nắm chắc trong tay nhưng bất ngờ lại cuốn đi mất. Tình cảm, vận trình tình cảm vui vẻ, tình yêu thắm sắc đem tới cho những người trong cuộc cảm giác bình yêu, ngọt ngào hiếm có. Tuổi Tỵ độc thân cũng không ngừng tìm kiếm một người đồng hành lý tưởng để thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, công việc không thuận nhưng với người làm kinh doanh thì không thiếu tiền để đầu tư vào những dự án tiềm năng. Cẩn trọng, dễ nản lòng bỏ cuộc trước những khó khăn thách thức. Tuổi Ất Tỵ dễ vướng thị phi tranh chấp nơi công sở. Tuổi Tân Tỵ điềm báo có họa tiểu nhân đeo bám. Con số may mắn số 7, số 6, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Người tuổi này trở nên hăng hái và bản lĩnh hơn trong mọi nhiệm vụ được giao trong ngày. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và còn dư thời gian để giúp đỡ những người xung quanh, nhờ đó mà nhận được sự yêu quý của rất nhiều người. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc, nhân duyên rực rỡ, đặc biệt có lợi cho người độc thân có ý muốn tìm kiếm đối tượng hẹn hò lý tưởng. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp được một nửa yêu thương, dù chưa thể tiến tới tình yêu nhưng đừng quá vội vàng quá mức. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định. Nhìn chung thì cơ hội làm đầy tuổi Tiên chỉ đang bước vào giai đoạn khởi động. Cẩn trọng, cần sớm thay đổi tính cách cả thêm chóng chán của mình. Tuổi Mậu Ngọ, tính cách nóng nảy, vội vàng, gây ra nhiều sai lầm. Con số may mắn, số 1, số 6, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Các tinh nâng đỡ giúp cho những người tuổi này gặp nhiều may mắn trong quá trình làm việc.
Sự tỉnh táo, sáng suốt và quyết đoán đem lại cho bản mệnh nhiều sự tín nhiệm của cấp trên và tin tưởng của đồng nghiệp. Tình cảm, vận tình tình cảm có chút xáo trộn. Đào hoa dữ có thể sẽ gây ra không ít nhiều tranh cãi, nghi kỵ lẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Tuổi Mùi và nửa kia còn phải thẳng thắn với nhau hơn để không chất chứa khúc mắc trong lòng. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, khả năng kiếm tiền tài tình mang tới cho con nhóc này chất lượng cuộc sống trên mức trung bình. Cẩn trọng, hạ thấp cái tôi để tránh gây xung đột với người khác. Tuổi Kỷ Mùi nên suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Tuổi Tân Mùi cần có trách nhiệm với việc mình làm. Con số may mắn số 5, số 14, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này phát huy tối đa tài năng, bản lĩnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đường công danh vô cùng rộng mở, trong ngày có thiên ấn. Nhưng người tuổi Thân đừng vội ngủ quên trên chiến thắng mà không biết tự tạo cơ hội cho mình. Tình cảm. Vận trình tình cảm thăng hoa, tuổi Thân và nửa kia đang trong giai đoạn tìm hiểu, đã có ý định về ra mắt hai bên gia đình. Tình cảm vợ chồng nồng nàn thắm thiết cũng là ước muốn lý tưởng của không ít người. Tài chính. Vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể nhờ doanh thu trong công việc làm ăn buôn bán. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn, căng thẳng và áp lực nặng nề do ảnh hưởng của cục diện dần thân tương xung. Tuổi Giáp Thân, làm việc lao lực vất vả mà không được công nhận. Tuổi Canh Thân, cần có kế hoạch thay đổi các thói quen xấu của mình. Con số may mắn số 6, số 23, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối, mà con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh không ngừng cố gắng và chứng minh thực lực của mình để xứng đáng với niềm tin, sự yêu quý của mọi người. Tình cảm. Vận trình tình cảm khởi sắc, tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và không ngừng được hâm nóng. Bởi những ý tưởng sáng tạo của con nhóc này, người độc thân cũng mau chóng tìm được người thương sau những vết thương lòng trong quá khứ. Tài chính. Vận trình tài lộc tăng tiến, khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính tốt giúp bản mệnh có thể giữ vững nguồn tích lũy cho mình. Cẩn trọng, đề phòng các mối quan hệ xã giao, tránh tin người quá mức. Tuổi Đinh Dậu nên có niềm tin vào tương lai. Tuổi Tân Dậu tình cảm nhạt nhòa và kém sắc. Con số may mắn số 4, số 6, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không có trở ngại. Dần Tuất tam hợp, củng cố tốt các mối quan hệ xã giao xung quanh. Đây cũng được xem là thời điểm thuận lợi để người tuổi này tiến hành ý định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô làm ăn. Tình cảm. Vận trình tình cảm có chút biến động. Tuổi Tuất và nửa kia không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, nên ít nhiều cũng nảy sinh những khác biệt trong suy nghĩ. Cả hai nên cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tài chính. Vận trình tài lộc dồi dào. Việc kinh doanh, mở rộng quy mô kinh doanh tiến triển suôn sẻ và mang lại cho bản mệnh khoản hời đáng kể. Cẩn trọng. Đề phòng trong cách nói năng và cư xử, tránh để người khác bắt lỗi. Tuổi Mậu Tuất, suy nghĩ bốc đồng, cố chấp gây ra nhiều sai lầm. Tuổi Nhâm Tuất, không nên chuyện gì cũng giấu trong lòng. Con số may mắn số 8, số 9, màu sắc may mắn
màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi. Công việc. Vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khả quan. Khối lượng công việc phức tạp và quá sức, những tương trần sẽ khiến con giáp này nhanh chóng bị ngập thở. Nhưng không, bản mệnh càng bị kích thích bởi điều đó và càng có cơ hội để phát huy tối đa năng lực, khả năng chiến đấu của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm, an ổn. Tuổi hợi dù độc thân hay đã lập gia đình cũng có khoảng thời gian vui vẻ, yêu thương ngập tràn. Tình yêu làm cho con người ta giữ được mãi nét trẻ đẹp rạng ngời. Điều này quả là không sai đối với người tuổi hợi. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh, hợi dần lục hợp cho thấy tín hiệu có nguồn thu nhập khá. Con giáp này không gặp bất cứ khó khăn nào liên quan tới vấn đề tài chính. Cẩn trọng, thiếu tinh tế trong các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tân Hợi không cần phải quá lo lắng tới đánh giá của người khác về mình. Con số may mắn số 2, số 10, màu sắc may mắn màu hồng.